Vườn Tùng La Hán Nhật Bản, ứng dụng đặt xe Việt hân hạnh gửi tới quý vị chương trình này. Chị Mi. Gì đấy? Ôi, nghĩ lại hôm qua ha. Em thơ mà em vẫn thấy sợ chị ạ. Sợ hết cả gai ốc ấy. Cái gì lại mơ thế mà? Không, không phải. Mơ cái gì nói xem nào. Thì đại loại là hôm qua em mơ đấy có thằng sang tận 4 nhát. Khiếp đấy chứ. 4 nhát mà đã khiếp. Ôi lắm. Nhưng mà lộn ra thì có vẻ là trùng hợp. Chị mơ cái thằng chồng cũ, con vợ mới của nó đi xe máy tai nạn ô tô đâm chết. Nó cũng 40 tuổi, con vợ thứ 39. Ờ. Ông tiền bối nhỉ? Chết. Làm sao? Không ăn à? Ngoan gì? Con kia nó nằm mơ. Có thằng Phang nó là 4 phát. Em này nằm mơ chồng chết thì chế luận nó xem nó con gì để tối cho nên gắt tí. Tao mệt với hai chú mày quá. Uống hai cái cốc chốc nước chè loãng tạch ra xong rồi ngồi với bà buôn chuyện. 40 thì là lộn lại là 04, 39 thì 93. Mà hai mẹ nói chuyện thì nói cho nó nốt đi, sạch câu chuyện đi, để con còn ngủ. Qua cái con còn luận ra tối kiếm đồng. Thời buổi khó khăn rồi, ngồi cả ngày rêu mồm ra đây, trả được cái đồng nào cả. Mệt hết cả người. Đúng là các bạn thật ạ. Con đi làm kiếm tiền à, ê hết cả mông cả háng ra ấy. Cả một số cơ quan đơn vị, nó dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, mới có tiền cơ. Thế ăn thua gì? Ngày xưa bằng tuổi mày á, có khi cả tuần tao phải ngồi xe lăn đấy. Đấy là còn chưa gặp cái thằng nó tởm đấy. Mà nói thật ra thế này này, muốn nhàn đấy mà sung sướng thì chỉ có là ta ra ra nga ta nga tăng 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 tăng, sáng đi một chỉ tối về bảy cây. Thôi em xin chế, đỏ thì không sao, chả nói làm gì, nhưng mà đen là nhanh vỡ mồm lắm. Em chết cả tuần rồi đây này. Thì ai chả chết qua rồi. Thằng này đi với đừng. Xuống xe. Cái thằng Hùng lè kia. Tao bảo mày bao nhiêu lần cái thằng côn này. Mày đến quán mẹ mày tử tế mẹ mày cho mày uống nước nha. Không tử tế là tao cho mày uống cái bẩn đấy thế thiểu nha. Quen rồi, tương giản. Đi xe lao đến nó dập hết quán tao đây sao. Ui con xin công nước về. Ý thức kém. Nước nóng nha. Quen ơi, ý thức con kìa. Ờ đây là trụ sở phụ thôi, còn trụ sở chính ở chỗ khác cơ. Ờ, xin giới thiệu mọi người. Đây là này Bu Thích, trước cũng làm bóp ấy. À ôi quên, trước làm bánh ngành nhưng mà về nghỉ hưu rồi về bán nước. Còn đây là mama đại tổng quản, tên là Mỹ Béo. Đây là em Kha Bưởi này. Giao lưu đi. Nhà chị ở phố Bưởi anh. Tại không nhìn ngực như nào mà hỏi phố Bưởi. Thế con này là con nào? À, hàng mới á? Hàng mới. Nhìn mặt sáng sủa phết nhờ. Sửa mãi đây. Nhìn cũng hiền lành nhỉ. Xin giới thiệu với mọi người, đây là em Thảo Anna, hay còn gọi là Thảo Kèn. À thế à, tên ta tưởng là ca sĩ cơ. Nhìn như ca sĩ nhỉ. Sao đây này, tên này, nickname này, sang này, nhạc cụ à. Vào ngành là hợp rồi. Alo. Dạ vâng. Có rồi, có ngay. Vâng. Thảo. Thảo Hùng. Trời, nhanh. Mở mắt. Trời ơi, đỏ quá. Con này có vẻ là được đấy. Con lộc ngay. Lộc ngay đấy. Trời ơi. Lại cả cái thằng này nữa. Sao nó đi có một mình? Chị cứ từ từ. Con cứ chén nước thôi. Chị ơi, chị nhắn tin đây nha. Ờ, cứ đi lên phát hiện chị cho. Chị cả ngày không được việc gì. Con bé chưa đâu. Khi em xuống nhà đó, bố mẹ nó bảo là đợi nó gặt xong đã rồi mới lên. Bây giờ người ta gặt bằng máy, không ai ta gặt bằng tay mà lâu như thế nhá. Thì gặt chị nó mấy tháng. Chị xuống hỏi bố mẹ nó. Em đi xuống cả ngày mất việc. Này, tao nói cho mày biết nhá. Tao hẹn với khách rồi, nhớ chốt với khách rồi. Ba ông liền, tao hứa với khách là có hàng đều tấm sạch sẽ đàng hoàng ngon lành. Mày làm nữa việc của mày chết. Chị cứ yên tâm là trong vòng ngày 1, ngày 2 là em sẽ bế được con đấy lên đây cho chị kiểm tra luôn. Chân nó còn bèo luôn. Vật nó khẩn trương. Này,
Tôi nói với lại bà Mỹ, với lại mấy ông bà nha. Quán tôi là quán bán nước nha, chứ không phải là cái chỗ rồi là động bằng tơ để chỗ bán hàng để cho các ông các bà buôn chuyện rồi các ông bàn việc ở đây nha. Không phải chỉ công an tóm tôi thì là các ông các bà có chịu trách nhiệm không? Thế sao lại phải thay đổi tính nết thế nhỉ? Từ trước nay việc của cơ quan, việc của công ty là vẫn cứ bàn ở đây. Cả dãy phố mình thiếu cái quán nước nếu chế cảm thấy khó chịu đi, bọn em giặt quán khác. Ê, từ từ, không, đấy là tao nói nha. Không có người ta này nghi ngờ tao này môi giới thì chết dở chứ này. Chả phải là căng thẳng. Ngày xưa làm nghề này tao khiếp tới 7 đời rồi. Giờ đến cái lúc ăn nhàn tao sợ lắm. Mặt như thế này mà nó để bảo là đi điều hàng thì chết. Từ em lại có điện thoại. Alo. Dạ. Anh. Vâng, anh yên tâm, có ngay nhá. Vâng, 15 phút anh cứ đến chỗ cũ đi. Vâng. Chở ngay con Hà Bưởi nhanh. Lại đi chỗ cũ. Sơn Thọ. Minh Thọt đấy á. Đấy, Sơn Thọt, tôi Minh Thọt. Nhanh. Em ơi. Nhanh. Đi hướng này cho gần, nhanh lên. Được rồi. Thương thì cứ nhớ việc bây giờ. Mình đang trong gạo thôi. Trời ơi, bà lắm cơ khổ. Làm cái nghề điều đảo này, nghĩ đến cũng nhọc. Này. Từ sáng đến giờ mới được về được 2K. Đói, chị ạ. Thế theo mày hôm nay là mày thích cần gì? Đấy, theo như nó mơ với em với nó trùng máu 0440 3993 sang luôn 2 cặp thôi. Hôm nay tao thả tao quyết định đấy. Cả tháng này tao chưa đánh con nào lớn đâu. Mày tao quyết định tao phải nổ một trận. Một sống hai chết. Tao sẽ đánh 2 điểm giữ con 40. Rồi, biết con nào. Tao chơi con này là căng đấy, 2 điểm rưỡi luôn. Sáu chục là hay bao nhiêu đấy? Tiêu lắm. Tiêu gì? Lương không có thế là cao lắm rồi đấy. Còn bình thường con cao nhất trong tháng và trong 30 năm tao chơi rồi con cao nhất là con 1.5 điểm. Mà giờ đến chơi đến 2.5 điểm lô thì có phải đơn giản đâu. Chuyện như thế mệt lắm, em ơi, đi đùa. Làm ăn nó khó mẹ à. Lấy đâu ra tiền đây này mà mua đây này. Ôi, cứ đánh lô mua bảng như thế thì cứ em đánh cả đời. Em cứ trượt dài ra móm lòi rồi. Tao cứ trúng thì tao đánh tiếp. Mà trượt là tao nghỉ cả tuần. Rắn lắm, mà trời ơi, mình giờ rắn lắm, chắc lắm, như cua gạch ấy. Dạ, phải cua gạch. Các ông các bà mà giả tôi tiền hết thì tôi nghỉ hưu mẹ nó rồi. Chẳng qua là còn nợ tôi còn phải bán, tôi còn phải ngồi, tôi còn phải để giữ mối. Không thì thôi, kiếm tí tiền thì... Giá này mình chế buồn cười, nợ nần cứ đòi khéo cái kiểu đấy. Không dịch rồi, xong lâu rồi. Ông Tài, thật ra là bây giờ cũng 65, sâu nhau 67 rồi. Xong vụ này cũng muốn là về quê mua cái đất để là xây để mà ở chứ. Nhưng dù sao thì bao nhiêu năm thì cái tiếng Thích Sạch nó vẫn còn vang ở trên giang hồ. Bây giờ ta cũng muốn quên cái tên ấy đi. Thế hệ chúng mày giờ nó khác tao rồi. Ông giờ nó là cái nghiệp thì thế ơi. Đêm vũ trường, anh đón em, mình nép vào nhau dưới hoa đèn màu. Mình lướt nhẹ theo tiếng ca ngọt ngào, nụ hôn đón chào. Rồi nỉ non tâm sự gì thế, nghe có vẻ tâm trạng thế. Thế gian đầy mê say, nhưng thế gian thường chê bai. Đời còn gì đâu ngoài câu ân ái lúc buông lời vòng tay. Lại nhớ nghề à chế? Nhớ gì? Nhanh thật đấy. 20-30 năm trước không khác gì cái bọn bây giờ. Thế mày giờ thành mẹ bà lão rồi. Nghĩ cũng buồn chế nhỉ? Chứ em gốc trà đá. Thời gian nó vun vút chơi đưa. Ngày đấy. Xưa cũng dập dìu có kẻ đón người đưa như đấy. Thật đấy. Ai chẳng thấy ra. Bà Mỹ thì cười cái gì? Hẹn em là 15 phút đến để em chờ hơn 1 tiếng đồng hồ này nhớ hết việc của em rồi đấy. Thằng này cái lèm ba lèm bẹp đàn ông mà chán thế. Cái là khách như thế, ai biết đông cái giả như thế mà nó giã khỏe thế. Chứ cứ tưởng nó 15-20 phút là xong. Này, Mỹ béo này. Vâng, em xin này. Ui, cho con xin cốc nước đi. Ờ. Cá mình. Thế gian thường chê bai, nhưng thế gian lại chua cay. Đời còn gì đâu ngoài câu ân ái lúc buông lời vòng tay. Tình hình thế nào? Cũng ổn rồi chị ạ. Này, Vương ơi. Vâng, đi ngủ ạ. Ngày được Trung Quốc rồi, ngon đấy. Trung Quốc thì kiếm. Đấy, bọn đại mẹ về rồi à? Còn hello, ổn đấy. Ngoài câu ân ái nhìn tươi kia chắc là ngon hả?
Xong xuôi hết rồi chị ạ. Ờ, ok rồi. Phú trường. Phú ơi, cho con cốc trà đá không có đá. Trà đá cái gì? Trà đá. Dạ. Trà đá ok. Thế uống cốc nhỏ nhá. Này. Ôi à. Hai đứa này uống gì? Nào, thế bây giờ tình hình tiền băng này nhá. Con Thảo hôm nay là trừ tất cả các thứ đi được 800. Con Hà 600 nhá. Con lấy luôn không hay là thôi để mai người kia phát thẻ cho cuối tuần. Chỉ có 600 thôi là nào? Mày không hiểu luật à? Mày thích bì tị à? Nó mới cho nên ưu tiên ưu ái. Mày ngày xưa mới cũng hơn ba đứa đấy còn gì đấy, không biết điều gì cả. Thôi, thì em chẳng dám nói gì nữa. Thôi, cứ có việc là được rồi. Thời buổi này kiếm đồng tiền nó khó lắm con à. Này, bây giờ thằng kia chở con Thảo về nhá. Cho nó tắm rửa sạch sẽ. Đúng 7 giờ tối, tầng 6 phòng 307, event cho bọn cám cỏ, hiểu chưa? Cười lắm con Thảo này, chị giao cho thằng Hùng. Em liên quan gì Thảo? Thế thằng Hùng chở con Thảo, còn mày chở con Hà nhá. Con Hà về làm lại mặt, diện cho nó tưng bừng rực rỡ vào. Đấy, 7 rưỡi cũng có mặt. Đấy, hiểu chưa? Tưng bừng rực rỡ lên mới có tiền. Chị ơi, thôi mà 3 ngày hôm nay bết bát quá. Rồi chị cho em ứng, ngồi cho em thêm tí đi. Hai cái thằng này suốt đại ứng mà tao nói cho cái thằng biết. May ấy, vừa hôm nọ mày làm con Hà này để hai cái thì chưa thanh toán, tao còn chưa tính tiền. Chị hôm đấy là nó tự nguyện đấy chứ, không phải là em đâu. Nào, ai cho ai? Hôm đấy say rượu không gì giỏi nhá. Thì em xin nó, thì em xin mày nhá, thầy ấy làm gương nhá. Con Thảo nó mới, mày mà học theo cái thằng quất kia, mày phải xin ứng với thằng. Không, em không ngấy như nó đâu, em không ngấy nó đâu. Nhố nha. Là chủ cái quán trà đá vỉa hè, ngày nào tôi cũng chứng kiến đủ các thứ chuyện, từ thằng nghiện đến con cà phê. Thế nhưng mà tôi chỉ khuyên mọi người rằng, đã lao động kiếm sống ở xã hội thì cứ phải tử tế, đoàn kết bảo vệ nhau nhá. Từ hồi có dịch Covid đến bây giờ, tôi phải cố gắng làm ra rất nhiều tiền để gửi về chữa bệnh cho mẹ. Hello, chào mấy cưng, em bị điều đào. Hiện nay quản lý 10 năm 20 em, ai cần có nhu cầu alo em nhé. Mỗi người có một hoàn cảnh, không phải ai làm ngành cũng là người xấu đâu nhá. Một ngày mà không có thơ ra vào cứ thấy ngẩn ngẩn ngơ ngơ thế nào ấy. Ngày nào cũng có cái sướng cái khổ như tôi này. Có ngày thì sướng phát chết, có ngày thì khổ phát rồ. Tôi là Vương, tôi là xe ôm công nghệ. Nếu một ngày chịu khó thì cũng đủ sống. Xe ôm chỉ là nghề phụ thôi, nghề chính của em là ship thức ăn cho chim nhá. Tôi là người vận chuyển, mà nói trắng là xe ôm. Có những lúc tôi vận chuyển 10 đến 12 khách cơ. Có ai vận chuyển được như tôi không? Chào mọi người, em vừa mới vào ngành 15 năm, chắc là làm thêm 5-10 năm nữa nghỉ hưu các chị ạ. Thì à, chắc là kiếm tấm chồng ngon ngon xong về mở salon tóc nho nhỏ xinh xinh, kiếm ăn qua ngày đoạn tháng rồi. Thật sự là rất mệt mỏi, làm tổ phó dân phố lại còn phải quản lý cái ổ nhện nhện này, cái quán nước này, toàn dân xã hội với cả gái ngành thôi, đau hết cả đầu. Vườn Tùng La Hán Nhật Bản, ứng dụng đạp xe Việt hân hạnh gửi tới quý vị chương trình này.